Chào mừng quý vị và các bạn đến với website đào tạo forex.com. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn lắng nghe bản audio về chủ đề kinh nghiệm giao dịch forex có được từ đâu. Trên thị trường forex, thứ mà nhà đầu tư forex không thể mua bán được đó chính là kinh nghiệm giao dịch forex cho chính bản thân mình. Bởi đơn giản, kinh nghiệm giao dịch forex muốn có được, bản thân chính nhà đầu tư forex đó phải có: thứ nhất, thời gian trải nghiệm; thứ hai, vấp ngã bản thân chính nhà đầu tư forex đó nhìn nhận và hoàn thiện được cho chính mình. Chẳng có điều gì được gọi là đơn giản trên thị trường forex này. Thứ đơn giản nhất trên thị trường forex này có thể giúp chính nhà đầu tư forex có được là mất tiền, rồi sau đó dẫn đến phá sản là thứ nhanh nhất đến cuối cùng của con đường đầu tư forex. Có khi chính nhà đầu tư forex còn không kịp nhìn ra cho chính mình, chứ ở đó mà đòi kiếm được ra tiền rồi lại ảo tưởng mình thành công trên thị trường forex này. Nếu kinh nghiệm giao dịch forex mà bán được, xin lỗi, đầy kẻ đã có thể mua rồi kiểm soát được chính bản thân mình khi tham gia vào thị trường forex này. Đừng ấu trĩ và thứ giá trị này rồi nghĩ rằng dùng tiền để hoàn thiện nốt cái ngu dốt của bản thân, rồi cuối cùng tự nhận ra một điều, chính bản thân nhà đầu tư forex này đang phung phí giá trị cho chính con đường mà bản thân mình đang bước và cần phải tự hoàn thiện nốt. Thứ mà nhà đầu tư forex có thể mua được đó chính là kiến thức. Song giá trị kiến thức này chỉ là bước ban đầu của một quá trình mà mỗi một nhà đầu tư forex cần phải trải qua trong các giai đoạn để hoàn thiện chính mình khi tham gia giao dịch forex trên thị trường forex này. Đây là điều mà rất nhiều nhà đầu tư forex ảo tưởng rằng bản thân mua được là đã tồn tại và có thể kiếm được ra tiền ngay trên thị trường forex này. Kinh nghiệm để có thể tồn tại trên thị trường forex không nằm ở giá trị biết nhiều và sống lâu trên cái thị trường này. Thứ giá trị duy nhất có thể giúp cho chính nhà đầu tư forex tồn tại được đó chính là có đem được tiền từ chính thị trường forex về hay không. Còn biết nhiều và tồn tại lâu trên thị trường forex này, rồi cuối cùng cái đích đến là nạp tiền và cúng tiền vào thị trường forex này mà ai mà chẳng làm được. Không những vậy, rất nhiều nhà đầu tư forex còn làm một cách rất nhiệt tình đến ngu dốt, rồi nghĩ rằng bản thân mình là cao siêu trên thị trường forex này. Cái đích cuối cùng cũng chỉ là một kẻ cúng tiền, rồi ngộ nhận là mình am hiểu, rồi nhiều năm kinh nghiệm giao dịch, nhưng đâu chịu nhận ra rằng mình là lại một là thằng ngu, chỉ biết nạp tiền và rồi hoang tưởng về bản thân là đã có kinh nghiệm giao dịch forex. Trần Quốc Minh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản audio chia sẻ của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.